ចឹង យើង ឃើញ ថា តែ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ គាត់ ដឹក ដៃ គ្នា ទៅ យក ហ្គេម ទី 3 មែន តើ បាទ យើង ចាប់ បាន មើល បាទ គាត់ ថា គូ គាត់ រៀង ល្អ មើល វាយ គ្នា បាទ ទៅ មក អត់ មាន បាន នេះ ទេ បាទ សមត្ថ ភាព ពួក គាត់ គឺ ស្មើ គ្នា ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល សំខាន់ គឺ ទៅ លើ ការ draft តែ ចាញ់ draft ក្នុង ហ្គេម គឺ តើ សាយ ស្រោ រួច ទេ ពិ បាក លេង មែន តើ OK, lấy trong chỗ mà căn game bao nhiêu phòng này bà để chỉ cú tivi game tivi phòng này được biến sạt OK, chỉ muốn đằng đá sai phòng này bà để dân khơi thẻ. Ôm chị nhái qua thực perform từ lời Hayabusa, có được chữ Lori qua thực perform từ lời Alice thì bản thánh qua perform từ lời Angela hay chỉ muốn đằng Ricky cứ qua thực perform từ lời Ruby hay trong còi võ cứ Baby King qua thực perform từ lời Patrick phòng này. Bài khang không đá sai Jane cái lấy chỉ muốn Esme và Taros cái lấy chỉ muốn Tila. Starboy lên cho mình đằng bến nữa nha, mình cá câu bờ mà lên lún lắc đằng Aaron Mac lên cho mình đằng clean món này. Ô bà, ô câu lên luôn. Ô Baby King mà Baby King mà câu ban môn mà xa là hero early game Mac lên cho mình bị trick để bắn chư mà đen. Ô, luôn ban blue ball bị tát Ross lo mà đen. Bỏ quặm miếng máy nó smart bán, mồm mà chấm. Mà. Ô, luôn sạch đặc biệt. Lori. Lori rút từ khang lơ bỏ banh đạch là sao Aaron Mac bắt đây mà thầy bà cục kia từ khang không ta có miên flick mau này ta bà xin chỉ mình có flick châu form thì pi mình có better chiếng còn miên kia rồi hổ sờn chiếng mà cái tha tẹt ai chui gót bán mà hero cái sao rèn qua tạt lọc từ khang đâu mới ao là căng từ lưỡi wow shadow kx và mà chấm hiên mà nè bài ọt ba thì mà đồ môi smart là môi kia ở lý của ta hero Matilda cứ chỉ hero mới là chăm khô cái early ra hai mình thấy mà cô bớt lo đấy mà là to ca farm bị ôm chi nhá với chọn early game có cứ farm sạch mà có aqua đấy bạn nè thôi từ mà là lên hàng crown bị chain lọt lên brand lên lấy Esme bên này mà đa trồn tẹt rồi mà khá nó cứ miền tọt bay nẹo vào này mà đây boss cứ ban từ lơ Starboy ấy. ការលេងតម្រងលេងរបស់គាត់គឺការយកទៅលើ Anime Team ណាតាមថាតូចថាធំឯងបាទយកមួយគឺល្អមែនតើបាទនឹងគឺថាធ្វើឲ្យ Hub របស់គេនៅខាងនោះគឺថា Jungle យកអត់បានទេ On Stake គឺគាត់ទៀតបាទដូចខាងលើគឺចង់មាន Team Fight ប៉ុន្តែថតថតគឺកាន់តែខាងក្រោមបាទតែគាត់ចង់វាយទៅខាងលើវិញបាទខាងលើគឺមាន 14 នាក់ទៅហើយបាទពីខាងក្រុម Dark Side តែថតថតកើតនៅខាងក្រោមមានការបើកវាយឲ្យ Team Fight នៅកន្លែង Blue ហ្នឹងណាបាទ អូ Chess Skill អត់ដល់ទេ Ồ, cái event blue mà mấy cái event blue ta hai phần nãy con mấy kia con mới mà chain con ta check chúng mình thò lấy rồi cứ cho ba thằng hàng crom sao đâu cái phong là do và này lấy mấy cái do ban ta hai ô và con trade chúng mình đang blue team và con trade chúng mình đang ở thò hay đang ở blue bờ và hiện tại chain con ta bắt hai đây và em mà là men tên mà nó bây là có cất ha con vô lũ bán cái chỗ mà invent qua cứ con đô vô objective môi tiệp vô tay đó mà cái này những cứ ca xong lại cho nó bó con cứ là on men tên thì tham gia đô kệ mà có threat kill threat chúng muốn objective và lom nè là mà nó ấy cứ thay ca lên bó con cứ là rồng lên bó con cứ cái này nó cứ là on men tên quạt che đồ quạt ai can mà nó bây khi con mà rotate mà midland này mà lorry bổ mình nào mà chui qua tới nó can là khang như đang diệt mà มันมาการทอปแอนเจล่ามาโอ้บ่าฟลิกตอมไปเลยบ่ได้ เฮ้ยมันการได้ก็ root link โหถ้าគាត់មាន hero Angela នោះតាម Glory តែមាន Bantan ចាំ support ឥឡូវ clear ជាមួយមាន wave ក្រោយ threat ទី 1 តែម្ដងបាទគាត់ចង់ push ជាមួយ threat នេះហើយបាទគាត់មាន damage មានគ្នាគាត់មកកម្ពុជា card ជើងបុក threat ទៅតែម្ដងពួកអី Starboy hero របស់គាត់ ban គឺ hero បុកផ្ទះលឿនមែនតើមកខ្វាច់ទៅហើយ Aaron Mac ban Endless Battle Clone Destiny ban Lemma. Ôi vết bờ thế đấy thằng này. Mà là mình cài vết blue bắt chia ta hai mà. Ôm chi nha, game đấy ăn mình blue lên thế mình ca cả thẻ môi vì Ricky ăn friendly. Ô, quay đại chúng mình Aaron Mac. Thì mình ca họ bộc thằng không ô thì phải các bạn phao vào đấy chúng mình ta ta ca đo thôi sang nông tre tìm mui. nào mũi sao mà chắc cái đo tập bay rụp hôm nay wow mấy mấy lươn mình thế mà mặc thẹn đặt từ lỗ Aaron Mac tay nó mà đặt chất lươn lươn mình tay mặc luôn cam hở kia bạc quạt nói tụng du thế mà mình bị đánh kia từ lỡ tha từ rớt xong đây mà lấy gật vô thao thao thì bay mà mình phá TP và sẽ thấy thao thao mà ban từ lỡ khang xạ đôi cái XP và rồi mà à má ôi rồi bị bà bề kinh mình mà bị bắn đặt ra hơi mà Ricky phi tôi môi rồi mình bạn đã lên thì cái mà bạn farm rồi thế bánh mà baby king có đô vô lưng snap phòng đây bà trô tôi bánh bi mà snap đặt bà ôi chú tà mấy bà đấy bà mình sẽ ôm chi nhé lột tơ lột máu hay kia mình đến ủa mà sòn nè giật cặp lưng mà nè mà cọp bà là tt pram hai tôi kia bốn con buồn Ricky à fleur rốt rồi ô wow lao chiêm cho anh ta bánh mình càng support mà bị thi bàn thêm môn này bay nha vay nông trái tim bôi không biết là đánh cho tê và đã dựng lên cho mình hàng lơ có bông nó biết thì vay được kia à là mình càng mà chui mà bị baby king ô thì chen cho rút vào đây ôm chi nha mau đánh bàn ở đây lột cặp chinh ở chỗ đây ô bị lori bà bỏ chúng mình đang off đừng flick và theo đến tam chắp ban là tay bà cặp mấy bóng thì mấy tơ minium làm pin đừng Ricky mà này anh tụt chuột nè lo mình tên thì ca perform từ lơ ruby là bỏ Ricky phong này bà người ta mà này anh mau pi cái tụt chuột mau bay cái tụt chuột mà sai đâu lo đấy cận miền spell vém Ricky bà nhỉ Ricky mình spell vém hay là mỗi con kia thì muốn che tới bữa nơi cho chu thấy bảo mình Midland baby king mà cả pick off thứ hai ra bị Tartarus cái đôi Starboy rồi mình cả rotation ở hàng kéo mà lư thang hàng kéo cứ bộc tay vào lối trôi vô tam đó hàng kéo sẽ đâu khe các bạn đang mong đây kia mà hết là tháo xuống các bạn lối khe món này mau chỉ lượt tí bay á bà mau mà đón bay đây mà đón bà ký đã chạy mệt tụ này và là thao to chinh ấy mà có thì mình thấy man thì mình ai spin von đấy nhưng nó khang cả đá thôi nhưng mà nó mịt lên từ chập đam và hai giờ anh mình gặp bao tiền phai bằng đây chập đam một một đông kia nâng cái lại thò lại bạn sáu muối bạn bà lỡ ban lỡ khang đấu khe ba đấy mà tay chúng mình ultimate ban pra đấy bắt bóng chúng mình xa bói mình thì mới ultimate trên TP hero thì các bạn bóng bên này bị khang cầm đặc sai ô miền đường anh che ba team phai ban tranh lỡ khang cầm đấu khe ba đấy bắt thằng hero tầm khang nó TP luôn bên này Aaron Mac cầm bông tại lao bọt phong này rùm lốp vô tay mà đòn mà ô em mà chen mà đặt cho lốp bê khiến mà nè cho máy khay bàn lon lên chả đặt bàn đây bàn tay cho đôi bàn đây ô nó khác cái đâu đặt bàn chúng em mau win bọn này what a play oh man tay mà bị baby king mà đau cho teo rồi tay mà ô mình có khay nông máy bàn lon mình đến em trở lại dương mình có flick cho teo kia rút trên mà đau trên bị thôi đừng có mà rút đừng play thôi đừng có ô wow, thế sẵn ok có chơi một game đây nào này. Mà đây chúng mình đang tập hợp Threat Midland vậy đặt cho đây. Objective team fight. Đây game này khó khăn thì xin. À tôi game mấy này lớn cứ mà 7 tí con nó một lần 3k goal bà đây. Bà cứ tha game này cứ tha sẵn ok cứ có performance lọ mình tên. Mà ca thì khó tranh toan mà mình rotate mà đau lấy. Bà up tư mình tâm ấy bà. Mà lỡ ban Lightning Trojan này bị Lori. Mà Tartarus vậy đó khang mới tất khang không đặt sáng đó trong nên ta sai vì từ khổ ở lên thằng rồi bông mà pi đo á mà có máy lên tiếp này nè mà hồ Ricky và ắt đặt mà đã cho thử việc chua thế chẳng Pejas kia thì mới mà ăn friendly còn miên chim lại chim sơn rồi đánh mảnh tên này lực này bà lực này tao ơi ô bà tay ắt đi ở đây bà tan Pejas kia bà đặt bóng này ô đặt khang khơi ô nó khang khơi bà đang lôm kia bắt ra đòn về rồi bắt thằng thi bản thân ôm chi nhá từ đây bọn ai shut down bây giờ rồi các bạn bóng nụ mà lo rồi tê ai nhạc ai khang cầm đặc sai khang bè của mình bọn ai không nhận tí tí phụ buôn mới dân goal mà pay vùng bay khe mà pay vùng mũi khe mà vinh bọn ai lo lên ô lo đi bọn các bóng check cho nó khang không chạm cho tay đâu anh lỡ mà to K8 bọn ai anh trôn theo vinh lo đi biết chúng mình đang Lightning Trojan counter mũi lo đến lột từ chặt chúng mũi nè Starboy ui mà đọt đặt cho tay môi na môi em ma còn bao chaos sau đỉnh mê chứ con này cái này đi tôi chỉ lung mà đang sẽ đấu cái bắt bằng lót thì môi lên càng đặt sai bắt hơi mà cầm phóc tay mình tích tay vào nó và mình cứ on đỉnh mê mình tích đặt chơi hay nó cứ đạo bên tay tao mà tại mình có đặt cua 8 thì tới con mình này ấy nè គាត់តាមចឹងមកចាត់ហើយគ្នាគាត់បងបាត់បងមួយទៀតហើយគាត់តែធ្វើចឹងគឺអញចូលអន្ទាក់គេហ្មងយើងតែតាមចឹងតែចូលអន្ទាក់គេបាទយើងគួរណាតែថយវិញបានបន្តិចសិនមិញមិនបានបើសិនជាគាត់ថយវិញបានបន្តិចគឺថាវាអាចនឹងមាន game play ល្អជាងនឹងបន្តិចទៀតបាទពួកគ្នាគាត់មិនចិត្ត spawn ហើយចឹងគាត់អាច contest កន្លែង load ហ្នឹងក៏បានដែរគេថាលើខាង dark side គាត់ចាប់ផ្ដើមដើរជា team វិញហើយបាទលេងដើរចោលគ្នាហើយបាទ BL physical បាទពី Starboy មកវាយឈឺមែនតែ Tatarus មកការ rotation អ្នកតែម្ដងបាទគាត់ទៅខាងក្រោមសាមានជាមួយនឹង Lord កំពុងដើរដើម្បី push ជាមួយនឹង Turret ទី2មកនៅខាងលើមានជាមួយនឹង Lori កំពុងធ្វើការ farm បុក Turret ទី2ដូចគ្នា Oracle បាន The Chance មកអាមមួយក៏បាន Tatarus ផងដែរជាអាកាត់ជាមួយនឹង Damage អូកធាក់មួយប៉ុន្តែតែឯងទៀតហើយតែឯងទៀតហើយអាយ Ricky Unfriendly Oh, 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 what are you doing? បាត់ឈររែអូតូម៉ាតលើដាច់បាត់មកកម្លាំងដាច់ពី Starboy បណ្ដាលឡនមួយមកដាច់តែគេនៅក្នុងហ្គេមទី2ហ្នឹងក៏យ៉ាងណាសមាជិកនៅសល់តែ2រូបតែម្ដងបាទជាមួយនឹង Lori អូយរូបឡើងឈាមតែកលាក់តែម្ដងតែជាមួយនឹងមេខ្លាំងពេកដាច់បាត់ហើយនៅសល់តែទីបែនតែន Hero ជះឈាមតាមីនីមួយវិញដាច់ផងអាចធ្វើអ្វីបាន NGG Push ពី Dark Side មកវាយដាច់មីនីមបណ្ដាបុកចាយយកតែម្ដង GG បាទចូលដល់ហ្គេមទី3ផងដែរបាទពីខាង Dark Side បាទលេងដៅគ្នា4តែម្ដងបាទលេងវ៉ូបាទមិញមានអារម្មណ៍ថា